Xin giới thiệu với các bạn nghe trận đấu sắp diễn ra kèo 3-3 đánh xã đối đầu giữa tem Chợ Mới An Giang với tem Tam Nông Thấp. Bên Tam Nông có hai cầu công Thông Tam Nông kết hợp với Thổi. Bên Chợ Mới hai cầu công đó là Sang Phạm và Phước Rồ. Đây là set chung kết nha các bạn. Set thứ nhất thì là tem của Tam Nông thắng tem Chợ Mới, set thứ hai là tem của Chợ Mới thắng là tem Tam Nông. Set này là set chung kết. Mày có chưa? Nè, đem chia lại gói đó, hai gói mày lấy không? Con gói đó, không lấy không? Đóng ở đây nè. Lấy nữa không? Mày chia tao lấy. Số gì ra, số gì đây, gì ra, gì đây. Trời thanh gió mát cá, cái đôi đuôi rồi nhau. Nửa đi bắt đánh mày chia ra bao nhiêu? Lấy nữa không? Mày chia tao lấy. Cái này đổi chia tắm không? Chia tắm 10.000 không? 36? Dạ. Chia tắm 10.000. Chia nó dễ vô lắm đó. Đó là chia nó ăn ngủ 6 triệu vậy. Dạ. Bây giờ nè, mày muốn chúc thì chia. Không chúc thôi. Không chia không có chúc. Mà chia nó mới chúc. Mà chúng hai người chúc. Nó ngộ vậy đó. Lấy bình đầu gói, lấy bình đi về gói đó. Nó ngộ vậy đó. Mấy ông mình không chúc. Mà chia nó chúc. Đó là 16 tấm. 6 tấm này 6 nọ bán lại. Đóng 20 ngày. Về được 120. Vậy vô được. Ủa bán lại hết trơn luôn. Không biết ai rồi mà chia hết trơn, tao cũng giữ lại 828. Thế này cũng giữ lại hả? Không, không hả? Không, bữa đi vô ăn hết luôn mà. Ủa, đi hết rồi mày ngồi đi vậy? Đi không sáng hả? Điểm không không? Chết bắt đầu điểm không không? Sẽ là chết chung kết các bạn. 26 vô điểm, vô bạn vào các bạn quá đẹp rồi. Và đặt bóng đấu của Thông Tam Nông điểm 1-0. Hồi nãy tôi nhìn cái hồi tôi biết nó quýnh là nó quýnh để cho chung kết quýnh lên lơi. Xe này thấy cảnh này đó nè, mở máy ra nè, quá ác. Bây giờ cho bóng tốt của Thông điểm cho Tam Nông 2-0. Rồi 300 biệt của thằng Lát, biết gì đâu đây. Quá tốt ha. Phước Rồ đã bóng tốt, điểm cho Chợ Mới An Giang 1-2. Có bóng hơi lớn. Điểm cho Tam Nông 3-1 rồi. 3-1. Quá đá bóng ngoài đám dỗ của Thông. Quá quy lực. Năng điểm số cho Tam Nông 4-1. Quá sôi động. Phát bóng ngoài điểm cho Chợ Mới An Giang 2-4. Hai tấm rồi hả? Điểm 5-2 cho Tam Nông. Thấy không? Đó, thấy coi nhìn da gà luôn không? Con vô xe nào là chết chứ. Nhìn ra thì thôi quá, tối gà nó xề nãy nó quýnh lẫy tại vì chung kết. Nó có chạy đâu. Nó quýnh dùng đeo à. Xe này mở máy thấy ghê không? Quýnh thẳng gan không? 5-2 rồi đó, nè. 6-2. Khoa xử lý 6-2. Quá tốt của Thổi nâng điểm số cho Tam Nông 6-2. Đang năm rồi. Điểm 36. Thằng máy không có rồi. Có bóng một lưới điểm chờ. Chưa làm gấp vậy? An Giang nó 36 gấp vậy? Trời ơi, này nó giống như nó dư tiền rồi, nó cháu ông Chí thiệt mà. Đó đẹp.
hòa đập bóng quá quyền lực của Thông Tam Long. Điểm 7-3. Hết gà. Pha đóng tốt của Phước rồi, điểm cho trận mới 4-7. Ủa thứ 7 nữa rồi. Rồi con hẹn buổi sáng chiều chạy rồi. Điểm 4-7. Con hẹn buổi chiều nữa rồi nghỉ chỗ. Rồi là dẫn nhà chị qua lắp trò cho. Qua cầu cao lãnh là thấy tới rồi. Đi phòng nào? Đi bên đó làm gì? Đám đánh bóng hay gì? Đánh ở đâu? Ủa không có lớp vợ sao ta? Quyền nào? Xã nào chứ? Chắc phải Tân Mỹ quá. Coi con Tân Mỹ. Định An thì qua tới, ủa lớp vợ qua tới bên kia sao? Ngoài của sang 8-5. Hai bên đổi sân. Điểm gì chờ mới 8-5 hai bên đổi sân. Phát bóng ngoài, điểm chờ mới 6-8. Thấy tiền lợi đánh ơi, làm hơn không hơn chứ à. Ừ, mới điểm 6-8 mất tiền ra chung, trời ơi. Nè, thấy không, 7-8 nè. Thấy không, đó. Phải xử lý tốt của Phước Rồ, điểm cho chờ mới 7-8. Tiếp tục là một không hiểu ý bên tèm Tam Long, điểm cho mới 8 đều. Trời, phải ta mua tiền lát được trời. Thôi Phước rồi xử lý bóng tốt, điểm cho trận mới 9-8. Cái này mấy triệu? Đẹp chứ vậy? 21 chắc 5 triệu mấy, 6 triệu gì quá. Cũng như nó 4 gì tháng 4 hay là 4128 gì đó. 32 hả? Điểm giờ chào mấy 98 nha các bạn. Không vậy. Hết đi. Quá đẹp. Thông lên lưới nó là muốn nhai cái lưới luôn rồi trời. Nghiến răng cái ha. Bài lưới nghiến răng coi. 9 đều. Điểm cho Tam Long 9 đều. Anh đứng cắn lại đất. Chém mất bánh một hư rồi la gì nữa trời. Điểm cho Tam Long 10-9. Một pha xử lý tốt của Phước Rồ, điểm 10 đều. Ủa sao không bắt trời? Lưu thấy gõ gạt luôn ha. Điểm Tam Long 11 ơi. Tiếp
chụp một pha xử lý quá thông minh của Phúc của sản phẩm. Điểm 11. Không thua rồi. Không biết chơi gì đâu. Ra biết chơi. Ông bà. Thua bác sĩ là biết chơi gì đâu, nhìn là biết rồi. Anh Đức bóng quá đẹp của thổi điểm 12. Ở bên đây thấy gì? 11. Điểm 12 1 cho Tâm Nông. 5. Mở đi. Cái bàn nó xuống cái là cái chồng nước trắng này nó dưới nó bò vô cái đấu rồi. Sản phẩm là bóng tốt, điểm 12 điều cho chợ mới. Trời ơi, ông trắng luôn Đức ơi. Bên cuối là ông trắng đi. Cho Đức trắng đi, hai mồi lỗ được. Nghe vậy. Hai mươi ba mười hai phải không? Pha phát bóng ở vị trí của sân nâng điểm số cho chợ mới. Điểm 14-12 chợ mới. Rồi đâu rồi với 200 nữa đâu rồi đưa lại coi. Trời ơi cho nó sắp lánh luôn coi. Lấy 11 kiểu đó tao bắt ngang mày, tao bắt đá mày lại đó. Tiếp tục là một pha chấm bóng tốt phút rồi, điểm 15-12. Nè, đứa tiền gọi luôn rồi đó. Đưa tiền gọi thôi, vậy nó mất tiêu rồi đó. Để trả lại 10 ngàn thôi. Dạ, anh em tập bơi nè. Đó. 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 Đất quay nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Phải nó chéo tay rồi. Cái lùng má mày, mày chuyền ông Đức mày không chuyền. Nó chéo tay rồi, nó không có thuận, không có đúng cái vị trí cái tay của nó. Rồi xuống, rồi xuống, rồi xuống ngay nè, phất nè, rồi xuống. Rồi xuống, phất rồi nè, rồi xuống lát, phất này nè. Phút camera nè, điểm 13-15. Trời ơi, nó hơi đi đó. Một hôm kết thúc rồi, chiến đấu qua hoàn hảo của Phước Rô. Điểm chợ mới 16-13, chợ mới An Giang thắng Tâm Nông Đồng Tháp. Rồi. Chèo ra không quýnh lắm, đụng mẹ quýnh ở ngoài xong nội vụ đi ngoài. Anh chèo mấy ông sợ thua quá, tôi cần cái đó dặn cho anh Tư đó, nhiều cây quá.